Rất là tuyệt vời. Tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn về cái chủ đề là chúng ta muốn phát triển, chúng ta muốn thay đổi, hay là chúng ta chấp nhận một cái cuộc sống rất là tầm thường, một cuộc đời nó rất là tàn tàn, nó rất là chán nản. Vậy thì chúng ta chọn cái gì cho cái hành trình cuộc đời mình? Bây giờ tất cả mọi người chúng ta cùng nhau chào nhau. Chương trình mới bật lên có được vài giây các bạn nào ở khắp mọi miền đất nước thì chúng ta chào nhau, chúng ta làm quen, chúng ta giới thiệu nhau, chúng ta cùng nhau kết nối với nhau. Thông qua livestream này chúng ta biết nhau. Mình cũng cảm ơn các bạn đã thông qua livestream này biết mình cảm ơn Facebook, cảm ơn kênh YouTube. Chúng ta cùng nhau biết nhau và chúng ta kết nối nhau nhờ có Facebook và nhờ có kênh YouTube. Vâng, chào bạn Nguyễn Tình ở bên YouTube. Vâng, nhờ có kênh chào bạn Trấn Tấn Sang, chào anh Khánh, lâu quá chưa gặp anh Khánh. Nhờ có kênh Facebook, kênh YouTube mà chúng ta ở khắp mọi miền đất nước chúng ta gặp nhau, thậm chí các bạn đang ở nước ngoài. Và cái đây là một cái điều nó rất là ý nghĩa trong một cái thời đại có Internet. Và chúng ta phải biết tận dụng những cái công nghệ này. Thời đại này mà chúng ta không tận dụng công nghệ và chúng ta không có những cái kỹ năng về công nghệ, chúng ta không biết phát triển về công nghệ thì rõ ràng là chúng ta đang đi tụt hậu, chúng ta đang đi lùi lại phía sau. Và đó là lý do mà cái quyển sách về bán hàng online của mình nó sắp ra đời. Bạn nào mà muốn sở hữu cái quyển sách này thì các bạn comment số điện thoại xuống, và khi sách về thì sẽ giao đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Chúng ta giới thiệu nhau. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment số 1 để sau khi livestream này mình kết nối với các bạn. Bạn nào đã biết mình rồi thì các bạn giới thiệu về họ tên của các bạn, lĩnh vực kinh doanh của các bạn, ngành nghề là gì, bạn đang ở tỉnh nào, để tất cả những người xem livestream ở trên đây đều gì ạ? Đều kết nối với các bạn, đều làm quen với các bạn để gì ạ? Thông qua đây chúng ta có thể là tìm ra được nhà phân phối, chúng ta có thể tìm ra được khách hàng, tìm ra những cái đối tác, những người chúng ta hợp tác với nhau. Nó ý nghĩa là vậy, chứ không phải là các bạn không livestream nhưng mà mình livestream được thì mình kết nối với các bạn. Nó ý nghĩa là vậy. Vâng, và bây giờ mình đi thẳng vào chương trình. Cái chủ đề tối hôm nay là chúng ta chấp nhận một cái cuộc sống tèn tèn thường thường cho đến gì ạ? Cho đến 60, 70 tuổi đời, rồi lúc đó chúng ta mới hối tiếc, hay là ngay bây giờ chúng ta hãy chấp nhận thay đổi, chấp nhận đẩy xa cái nỗ lực của mình đi, chấp nhận đẩy xa cái giới hạn của mình đi. Chúng ta chấp nhận một cái điều gì? Cái chủ đề đó hôm nay là mình muốn nói về cái điều này. Vậy thì mình muốn nói với các bạn rằng, thứ nhất, nếu mà bạn có cây viết thì bạn ghi xuống, còn nếu không có cây viết thì mình nghĩ ngày mai các bạn nên xem lại cái livestream này và các bạn làm lại nghiêm túc cái câu hỏi thứ nhất mà các bạn cần phải ghi là bạn đã dám mơ chưa, và cái giấc mơ của bạn nó to đến cỡ nào. Bạn đã dám mơ chưa? Nếu mà chúng ta không dám mơ, chúng ta cái tuyệt vời nhất của con người ở trên đời này là chúng ta được quyền mơ. Chúng ta được quyền mơ, không ai không cho phép các bạn mơ đó. Những người nào mà cản giấc mơ của bạn á, là bạn đừng có tiếp cận với những con người đó nữa. Vì họ không dám mơ, rồi họ cản luôn cái giấc mơ của bạn. Bạn vừa nói cái giấc mơ ra là bắt đầu họ dập cái giấc mơ của bạn. Những con người đó bạn đừng có gặp họ nữa. Bởi vì các bạn chơi với những con người đó thì bạn như thế nào ạ? Bạn không thể phát triển được. Mình mơ mà nó còn dập mình. Mình mơ là cái quyền của mình mà. Cái quyền của mình được mơ mà. Bây giờ mình hỏi các bạn đã dám mơ chưa? Và cái giấc mơ bạn mơ tới mức độ nào? Hay là bạn mơ chút xíu? Mơ mơ để sắm được cái chiếc xe máy, mơ mua được cái nhà, mơ có thu nhập được 20 triệu một tháng, mơ một lần được đi nước ngoài. Đó là người ta gọi là những cái giấc mơ nhỏ xíu. Những cái giấc mơ nó nhỏ quá, nó làm cho bạn không có động lực. Nhưng mà mơ mà còn không dám mơ. Và khi các bạn mơ một cái mà ai đó họ bác cái giấc mơ họ đi, họ sỉ vả cái giấc mơ của họ đi, của bạn đi, thì bạn tránh những cái con người đó đi. Cái giấc mơ là các bạn không có tốn tiền, giấc mơ bạn không tốn phí, giấc mơ các bạn biết không à, nó đem cho bạn rất là nhiều cảm hứng, những nguồn năng lượng tuyệt vời mà chúng ta không chịu mơ. Vậy bây giờ mình hỏi các bạn đã mơ chưa?
bạn mơ to tát đến đâu, hãy viết cái giấc mơ mình xuống, hãy viết ngay xuống, hãy mơ đi. Bạn, mình cam kết với bạn, bạn không tốn một cái đồng nào đâu. À, bạn mơ đi, bạn mơ một ngày nào đó bạn ở London, bạn mơ một ngày nào đó bạn ở Paris, bạn mơ một ngày nào đó bạn ở New York, ok chưa? Bạn mơ một ngày nào đó, ok chưa? Bạn ở, bạn có một cái chiếc xe mà xe sang rất là xịn ở ngoài kia. À, hãy mơ đi các bạn ạ. À. À, bản thân cuộc đời mình, lúc xưa mình cũng ở ngoài quê, mình cũng ở vùng nông thôn. Mình đâu có nghĩ là một ngày mình ở London, mình đâu có nghĩ là một ngày mình ở Dubai. Nhưng chính cái điều đó nó đã trở thành hiện thực đối với cái cuộc đời mình. Mình chưa bao giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ trở thành một cái tác giả viết sách, một người viết sách. À, và khi mình đặt mục tiêu là đến năm 2020 mình sẽ ra được 10 quyển sách, thì các bạn thấy không ạ? Cái quyển sách thứ tư của mình chuẩn bị phát hành rồi. Cái quyển sách thứ năm mình đã viết xong rồi. Rồi sau khi quyển sách thứ tư xong là nó sẽ ra. Và chắc chắn năm 2020 mình hoàn thành được 10 cuốn sách là nó rất là tuyệt vời. Nhưng mà nếu mà không hoàn thành được 10 cuốn sách thì mình cũng là 7 là 8 gì đó. Các bạn thấy chưa? Thì hãy mơ đi rồi nó sẽ được. Nó được một phần trong đó nó cũng là rất là tuyệt vời. Cái câu hỏi thứ hai là bạn đã hành động đến cỡ nào? Bạn đã làm chưa? Bạn đã hành động chưa? Các bạn bên kênh YouTube, các bạn comment giới thiệu về các bạn đi. Các bạn bên Facebook, mình thấy các bạn comment giới thiệu rất là sôi nổi. Bạn đã hành động chưa? Bạn hành động đến cỡ nào? Mình hỏi các bạn nè, hành động 10% và hành động 50% và hành động 100% nó giống nhau hay nó khác nhau các bạn ơi? Chắc chắn nó khác nhau đúng không? Hành động 10% thì kết quả nó ra tí tí à, thậm chí nó không ra. Hành động 50% bắt đầu kết quả bắt đầu nó xuất hiện được một chút xíu. Còn hành động 100% thì các bạn thấy kết quả nó khác không ạ? Rất khác. Bây giờ mình hỏi các bạn tiếp, hành động 99% với hành động 100% nó giống nhau hay nó khác nhau? Chắc chắn là nó khác nhau. Khác nhau mấy phần trăm? Khác nhau 1%. Nhưng mà 1% nó khác nhau không? Nó khác nhau các bạn, nó khác nhau nhiều không? Chắc chắn là khác nhau rất là nhiều. Chắc chắn chỉ cần 1% nó khác nhau rất là nhiều. Người nào mà họ hành động 100% là các bạn biết họ như thế nào ạ? Họ rất là sung sướng, họ rất là vui, họ rất là tuyệt vời. Còn người nào mà họ động có 99% á, mình nói với các bạn á, những người đó là những người lỗ, mình kêu họ lỗ nặng. Người nào mà động 99% lỗ nặng luôn. Các bạn thấy như là những người mà họ hành động 99% là họ luôn đau khổ. Các bạn để ý nha, hai đội bóng nó đá vô địch với nhau thì cái đội mà thắng, cái đội mà vô địch đó, các bạn thấy lúc nào họ cũng vui, họ cũng cười, họ tuyệt vời. Còn cái đội gì, cái đội mà về nhì ấy, các bạn thấy không, lúc nào họ cũng đau khổ, họ khóc. Bởi vì sao ạ? Họ hành động có họ còn thiếu 1% nữa. Các bạn nào đang xem cái livestream này thì các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn. Thứ nhất là bạn hãy chia sẻ livestream này về các bạn để những lúc á mà bạn cảm giác bạn không có năng lượng thì bạn xem lại. Người anh em của bạn ai đó xem được, họ năng lượng lên, điều đó rất là ý nghĩa. Bạn đã gieo một cái hạt rất là tốt đến cho những người đó. Bạn nào chưa follow Facebook của mình, bạn nào chưa bấm đăng ký vào kênh YouTube của mình thì các bạn hãy bấm đăng ký liền để mình liên tục mình có những cái livestream chia sẻ, và thế là nó thông báo về nhà các bạn. Nên các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn đi. Hãy chia sẻ đi ạ. Mỗi người gieo hạt một chút xíu, giống như là tối hôm nay giờ này mình không nghỉ tìm livestream cho các bạn, thì các bạn chỉ cần bấm cái chia sẻ này, mỗi người cái hành động sẵn sàng cho đi, nó sẽ giúp cho bạn nhận lại một cái nguồn năng lượng rất là tuyệt vời. Nó bắt đầu từ cái ý chí của các bạn thôi. Rồi mình lại nói tiếp cái câu hỏi thứ hai, và đồng câu hỏi thứ hai, bạn đã hành động đến cỡ nào? Bạn hành động đạt 100% năng lượng chưa? Thậm chí là phải là 200% năng lượng, hay là bạn hành động theo cái kiểu mà tàn tàn dở hơi? Mình nói là một người 100% với một người 99% nó rất là khác nhau. Mình ví dụ đi, có một cô gái và có 10 anh chàng theo tán, đúng không? Có 10 anh chàng theo tán thì chỉ có một anh được thôi, đúng không? Vậy bây giờ mình hỏi với các bạn là anh nào là người lỗ nhất, anh nào là lỗ nhất? Đó có phải là cái anh về nhì không? Có phải cái anh về nhì không ạ? Cái anh về nhì là anh lỗ nhất đúng không?
cái anh đó anh đã hành động 90% rồi, 91, 92, 93% rồi. À, nhưng mà anh không được, với anh trở thành người lỗi nhất bởi vì anh không hành động 100%. Vậy để đạt được kết quả trong cuộc sống, bạn hành động cỡ nào? Cái câu hỏi thứ hai mình muốn hỏi các bạn, các bạn tự ghi ra đi rồi các bạn thấm rằng các bạn hành động cỡ nào. Cái câu hỏi thứ ba là bạn có liên tục học hỏi và liên tục cập nhật không, liên tục đổi mới không? Bạn có liên tục học hỏi, liên tục cập nhật, liên tục đổi mới không ạ? Mình gặp đầy những cái con người bước đầu á, cái lúc đang khổ cực á, cái lúc chưa có đó thì rất là nỗ lực, rất là nỗ lực. Khi mà được chút xíu á là họ dừng cái sự nỗ lực đó lại. À, mình không hiểu sao. Tức là cái phản ứng của họ rất là kỳ. Lúc là khổ cực là rất là cố gắng, rất là chăm chỉ. À, lúc khổ cực á, lúc lòng đang khó khăn rất là cố gắng. Được chút xíu cái giờ họ không hiểu rằng cái lúc mà bạn được chút xíu á thì bạn chỉ cần chăm chỉ chút xíu thôi là nó đi rất là nhanh, bạn chỉ cần cố gắng chút xíu thôi tại vì bạn có rất là nhiều điều kiện. À, cái lúc đang trên đỉnh thuận lợi á thì chúng ta thay đổi, chúng ta cố gắng, chúng ta học tập thì tự nhiên nó lại phát triển rất là nhanh. Hoặc là lúc đó mà nếu mà chúng ta thay đổi mà nó có trật đi á thì chúng ta vẫn có cái cơ hội sửa chữa. Nhưng mà rất là kỳ lạ, mình gặp đây những con người ngay trên đường thành công thôi, họ đã sung sướng rồi, họ đã quên học tập rồi, họ đã quên nghỉ rồi, họ đã tự hào cái con người họ là tuyệt vời rồi. À, lúc khổ cực á bắt đầu mới cố gắng. Các bạn thấy càng khổ cực mà cố gắng thì nó lại rất là khó các bạn à, rất là khó để mà chúng ta cố gắng. À, tức là họ tự chặn cái con đường lui của họ các bạn. À, cái lúc mà họ được chút xíu á, nói họ không có nghe, họ khó nghe lắm. Những cái con người chúng ta là đáng lẽ chúng ta càng thành công thì chúng ta càng hiền lành hơn, chúng ta càng dễ thương hơn, chúng ta càng ham học hỏi hơn, thì chúng ta càng thành công chúng ta trở thành một con người khó ưa hơn, khó tiếp cận hơn, dễ ghét hơn, tính tình dễ nóng nảy hơn, ta đây hơn, rất là kỳ lạ. Cái điều đó nó không có phù hợp chút xíu nào. À, nó hoàn toàn nó không phù hợp chút xíu nào. À, vậy thì cái câu hỏi mà thứ ba mình hỏi các bạn á, các bạn đã sẵn sàng học tập không, sẵn sàng thay đổi không, sẵn sàng cải tiến nữa không, sẵn sàng liên tục nhận thêm những cái mới không, hay là khi mình thành công chút xíu cái mình đóng khung lại, mình bảo thủ, mình cho mình là đúng. À, hồi nãy giờ mình chia sẻ không biết các bạn có nhận ra được cái ý gì hay không, nhận một cái điều gì hay không. À, thì các bạn comment xuống để mình thấy cái comment của bạn. À, ở bên YouTube mình thấy các bạn ít comment hơn, ở bên Facebook các bạn comment rất là nhiều, các bạn bên YouTube các bạn comment khi thế vô đi. À, chào bạn Hồng Tuyền, lâu lắm rồi mới gặp em ha. Vậy thì tiếp tục này. À, khi mà nói những cái câu chuyện này thì mình kể các bạn cái câu chuyện mình rất nhớ cái câu chuyện Apple là trái táo đó các bạn, hình dung là mình rất là ngưỡng mộ ông Steve Jobs. À, các bạn thấy chưa, cái công ty Apple là một trong những cái công ty mà nó rất là tuyệt vời. À, là một cái công ty sản xuất cái máy tính. À, một cái máy tính, cái computer thôi. Nhưng mà cái máy tính cũng rất là đặc biệt với các máy tính khác. Tuy nhiên cái ông Steve Jobs á, lúc đó ông mới phát hiện ra cái ngành âm nhạc cái thời đó, các bạn biết cái máy Sony không, cái máy nghe nhạc Sony bằng cái băng đĩa không? À, và hồi kia các bạn có nhớ cái máy Sony Walkman nó nhỏ, mọi người đều treo ở bên mình không? Là thời đó là số 1. Thời đó là Sony là số 1. Sony đang đứng đầu thế giới. À, Sony đang đứng đầu thế giới. À, thế mà ông Steve Jobs, đặc biệt là công ty Apple, à, ông nói là Sony làm ra cái máy nghe nhạc không chấp nhận được. Nó xấu quá, nó thô kệch quá. Nhưng mà hồi đó không ai nhận ra các bạn. Nhưng mà ông Steve Jobs, ông nhận ra. Bởi vì sao ông nhận ra? Bởi vì ông luôn nhìn cái ánh mắt với một cái ánh mắt luôn luôn cải tiến, luôn luôn cải tiến. Ông luôn nhìn, ông biết rằng nó cần phải đẹp hơn, nó cần phải hay hơn, nó cần phải tuyệt vời hơn. Anh hiểu chưa? Và thế là ông mới ra một cái iPod. Các bạn thấy cái iPod nó đầu bằng một đầu ngón tay này. À, ông như thế nào? Ông nói làm sao á mà cái nghe nhạc á nó chút xíu vậy này, nó bỏ trong túi của mình,
bạn không nhớ chưa, nó bỏ trong cái túi của mình mà nó chứa cả ngàn bài hát. Cái máy gì mà bự như vậy này, to như vậy mà chứa được cái máy bài hát à, nó rất là phức tạp à. Và lúc đó không ai tin ông, lúc đó mọi người luôn nói ông là khùng à, mọi người luôn nói ông là khùng à. Tuy nhiên ông vẫn làm, và cuối cùng cái iPod ra đời, các bạn thấy nó ti như vậy, chứa 1000 bài hát. Cái câu slogan của iPod là gì? 1000 bài hát trong túi của bạn, đúng nghĩa luôn. Và nó trở thành, nó các bạn thấy không, nó trở thành một cái sản phẩm cấp tân à. Và chuyện gì xảy ra? Nó đưa cái ngành gì à, cái ngành máy cassette đó triệt tiêu luôn, cái ngành băng đĩa đó tiêu tùng luôn à. Đó là một sự cấp tăng, đó là một sự liên tục thay đổi. Mà chưa hết các bạn, họ lại tiếp tục họ làm ra cái gì à? À, cái điện thoại smartphone à. Các bạn biết cái thời đó Nokia là cực kỳ mạnh, nhưng mà các bạn thấy Nokia đứng đầu thế giới về gì, về cái điện thoại, cách đây khoảng 10 năm trước các bạn thấy à. Và cái gì à? À, BlackBerry là cái công ty điện thoại thời đó đứng số 1 ở Mỹ, còn Nokia là đứng số 1 trên toàn cầu, là hai công ty phải nói là đại thủ trong ngành. Còn Apple là một cái công ty hoàn toàn chưa có một cái kinh nghiệm gì trong ngành điện thoại di động hết à. Các bạn nhìn chưa, hoàn toàn không có một cái gì hết. Và cái chuyện gì xảy ra nè, cái chuyện gì xảy ra đối với cái ngành điện thoại đâu mà lúc đó ông Steve Jobs ông nhìn và ông như thế nào à? Ông nói cái điện thoại của Nokia, cái điện thoại của BlackBerry không thể chấp nhận được, bởi vì nó xấu xí quá à. Hồi đó ông nói cái từ đó không ai nhận ra cái vấn đề này, ông nói nó xấu xí quá. Và mọi người nói xấu xí cái nào, ông nói cái điện thoại gì mà phím không là phím, nó nhìn nó quá xấu xí. Và đúng, bây giờ nếu mà chúng ta so sánh cái điện thoại smartphone với cái điện thoại mà hồi kia thì đúng là thấy nó xấu xí không thể tưởng. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Và thế là ông mới thiết kế ra cái điện thoại smartphone đầu tiên trên thế giới này. Các bạn thấy không, điện thoại smartphone ông ra, và thế gì, nó đẩy cái công ty Nokia, một cái công ty khổng lồ các bạn thấy không, thành một cái công ty phá sản. Các bạn thấy chưa, bán lại cho Microsoft. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Và bây giờ nó trở thành một cái mảng điện thoại rất là bé xíu, nó trở thành dĩ vãng. BlackBerry cũng vậy à, đã trở thành một cái thương hiệu dĩ vãng. Bởi vì sao? Bởi vì họ ngủ quên trên chiến thắng. Họ nghĩ rằng họ là cái cây đại thụ à, họ nghĩ họ là người vô địch, họ nghĩ là họ là người thành công rồi, họ nghĩ ai không có ai vượt qua mặt được họ. Các bạn hình dung ra điều này chưa à? Và mình rất là ngưỡng mộ Apple. Và họ, bởi vì sao mình ngưỡng mộ Apple? Bởi vì họ luôn gắn liền với cái sự đổi mới. Họ luôn gắn liền với cái sự đổi mới. Họ luôn liên tục đổi mới. Và họ làm cái điều đó nó rất là tận tâm. Họ tận tâm với sự đổi mới. Bởi vì đổi mới mang đến điều tốt, đổi mới mang đến điều tốt đẹp. Bây giờ mình hỏi các bạn một câu này, chuyện gì xảy ra khi mà bây giờ Nokia vẫn còn tồn tại? Chuyện gì xảy ra khi mà Sony Music vẫn còn tồn tại? Vậy thì bây giờ bạn vẫn cần nghe nhạc trong cái máy cassette đó à? Bạn hình dung ra điều này chưa? Và bạn vẫn phải dùng cái điện thoại có cái bàn phím đó à? Bạn có chấp nhận không à? Nếu mà câu hỏi vậy bạn có chấp nhận không à? Vậy thì về ở cái mặt tư duy á, mình muốn nói về cái mặt tư duy á, về trong mặt tư duy. Nếu mà một cái con người của bạn mà nó vẫn cứ như vậy à, ngày này tháng nọ bạn vẫn như vậy à, mỗi sáng thức dậy à, 7 giờ thức dậy, bạn đi gì, bạn đi làm đúng cái con đường đó, bạn ăn đúng cái quán phở đó, bạn đổ xăng đúng cái cây xăng đó, bạn vào cái công ty kia bạn làm, và 3 năm này bạn vẫn làm như vậy, thì bạn thấy rằng là bạn có chán cái con người của bạn không ạ? Chứ đừng có nói gì, người khác họ nhìn họ còn chán bạn kinh khủng. Các bạn có đồng ý ra điều này không ạ? Chúng ta hãy có cái gì đổi mới đi chứ, đổi mới cuộc đời mình đây chứ. Chúng ta phải là người đại diện cho gì ạ? Cho sự phát triển, đại diện cho sự thay đổi à, chúng ta phải tận tâm với cái điều đó. Cảm ơn bạn Lộc Nguyễn, hai bạn Lộc Nguyễn à, chúng ta phải tận tâm, vô cùng tận tâm với cái điều đó các bạn ạ à. À, giống như công ty Apple, bạn hãy nói gương. Và thế là à, bây giờ họ đã trở thành một cái công ty vĩ đại. À, một công ty đầu tiên của lịch sử này
có vốn hóa trên 1.000 tỷ đô. Bạn nhận ra điều này không ạ? Đó là những cái ý nghĩa trong cuộc đời này, bởi vì chúng ta chỉ có một lần để chúng ta sống thôi, thì chúng ta cứ thay đổi đi. Các bạn nhớ chưa? Cái đó là những cái nguồn cảm hứng. Ok chưa? Và ngày hôm nay khi mà mình đi đâu đó, mình mua được một cái sản phẩm đẹp, một cái sản phẩm tuyệt vời. Ok chưa? Là mình rất là ngưỡng mộ. Còn cái công ty nào á mà nó không thay đổi, bao nhiêu năm rồi nó vẫn như vậy á, các bạn chán quá. Bạn vào quán ăn đó mà nó vẫn không thay đổi, 10 năm này nó vẫn thay đổi, bạn chán quá. Chán lắm các bạn ơi. Vậy thì chúng ta cũng phải thay đổi đi. Chúng ta phải tiến lên đi. Chúng ta hãy có một cái sự gì đó đột phá đi. Tại sao chúng ta tiếp nhận một cái đàn như vậy? Tại sao chúng ta không phải là người đại diện cho sự cải tiến? Tại sao chúng ta không phải là người đại diện cho thành công? Tại sao chúng ta không phải là người đại diện cho sự phát triển, cho sự tiến bộ, cho sự đang đi tới? Các bạn chưa? Các bạn thấy năm nay mình 40 mấy tuổi này mà mình sử dụng công nghệ rất là tuyệt vời. Mình đang live stream với các bạn này trên hai kênh, kênh YouTube và kênh Facebook luôn. Trước mặt mình là hai cái màn hình này. Cái đó là mình cũng phải luôn thay đổi. Năm 99 là mình đã tiếp cận Internet rồi. Các bạn nhận ra điều này không? Nghĩa là chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải có một cái suy nghĩ đột biến hơn. Vậy thì hồi nãy giờ những gì mình chia sẻ, các bạn có học được bài học chưa mà? Nếu các bạn học được một bài học gì hay đó, chỉ cần một bài học gì hay đó thôi, các bạn comment xuống thì ý nghĩa rồi. Chỉ cần một cái điều hay đối với các bạn thôi, là điều đó là vô cùng ý nghĩa. Vậy các bạn comment xuống. Và mình dành một khoảng 3 phút mình quảng cáo về. Nên là các bạn thông cảm cho mình, tại mình là người cà lắm mà. Và như thế nào hiện tại là mình là người sở hữu vườn ươm doanh nhân Bi Training, cái tiểu vườn ươm doanh nhân Bi Training. Mình để nó hơi ngược, tại cái camera nó không có cùng chiều được, nó hơi ngược. Và cái khóa học nổi tiếng của mình là cái khóa làm chủ doanh nghiệp. Làm chủ doanh nghiệp. Và 9 năm nay mình làm cái việc này chứ không phải bây giờ. 9 năm nay rồi các bạn. Mình luôn như thế nào? Mình luôn khuyến khích mọi người ra làm kinh doanh đi. Mình luôn khuyến khích mọi người ra làm chủ đi. Và tại sao nó như vậy thì cái phần 2 của chương trình mình sẽ nói. Phần 2 của chương trình mình sẽ nói cái điều này. Và hiện tại là mình là tác giả của 3 quyển sách, và sắp tới là nó sẽ ra quyển sách thứ tư. Còn vài khoảng tháng nữa thôi quyển sách thứ tư về. Cái quyển thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn, chia sẻ các bạn cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Cái quyển thứ hai là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, là cái quyển gì ạ? Mình chia sẻ các bạn 101 những bài học trong kinh doanh và trong cuộc sống. Những bài học này, theo mình biết là những bạn mua cái quyển sách này và họ xem như là họ gối đầu giường, họ quý lắm. Có một ngày qua, một bạn còn nói mình là mẹ em là ngày nào cũng đọc, trước khi ngủ là đọc cái cuốn này. Quyển thứ ba của mình là quyển Beyond the Way, là quyển này bằng tiếng Anh, mình đang bán ở thị trường nước ngoài, không có bán trong nước. Vâng, và cái quyển hai quyển tiếng Việt này bây giờ mình có offer cho bạn. Bạn nào mà trên khắp mọi miền đất nước mà bạn mua hai cái quyển tiếng Việt này theo đúng giá bìa luôn là 210.000, thì sách sẽ được giao đến nhà bạn trên khắp mọi miền đất nước này. Mình phi ship cho các bạn, phí về nhà các bạn ở xa thì nó khoảng 50.000 phi ship. Sách sẽ về tặng nhà các bạn luôn. Các bạn chỉ cần để số điện thoại xuống, tiền thì cái người giao sách đó, họ sẽ giao xong rồi họ nhận tiền. Các bạn hoàn toàn an tâm, sách về nhà rồi các bạn mới giao tiền, nên không cần phải lo lắng suy nghĩ hết. Và một cái ưu đãi đặc biệt cho các bạn nữa là bạn nào mà có được hai quyển sách này mà sẽ ép các bạn vào một cái group. Cái group này hiện tại là khoảng 500 người rồi, toàn là những người làm kinh doanh trên khắp mọi miền đất nước này, và sắp tới nó sẽ lên cả 1.000 người. Các bạn có cơ hội kết nối giao lưu, mình có những livestream mình chia sâu về kinh doanh, mình sẽ chia sẻ đó. Những cái livestream mình chia sẻ public này là mình chỉ chia sẻ về phát triển bản thân thôi, về cái tư duy thôi. Những tư duy về kinh doanh thì mình chia sẻ trong cái livestream đó. Và bạn có cơ hội kết nối khắp mọi miền ở những người đất trong lĩnh vực kinh doanh của chúng ta ở Việt Nam này. Và cái tiếp theo nữa, tiếp theo nữa là tối thứ năm hàng tuần thì mình có chia sẻ những cái lớp học miễn phí.
À, và các bạn nào quan tâm thì cứ comment số điện thoại xuống thì các bạn cứ đi học cái lớp miễn phí đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. À, cái thời gian quảng cáo đã chấm dứt và bây giờ mình đi vào cái phần số 2. Đó. Vậy thì hồi nãy mình nói cái phần số 1 là mình đặt hàng loạt các bạn cao câu hỏi, các bạn có phải là đại diện cho sự thay đổi không? Các bạn bạn có phải là đại diện cho sự hành động không? Các bạn có phải là đại diện cho những cái ước mơ đẹp không? Hay là bạn không dám làm những điều đó? Bạn đại diện cho cái điều gì? À, tiếp theo, à, các bạn à, mình hay dành buổi tối thứ năm hàng tuần à, mình chia sẻ à, cái cảm hứng, truyền cái cảm hứng à, cho đối tượng thứ nhất là những người mà muốn thay đổi bởi vì à, họ chán cái cảnh làm công rồi, họ muốn thay đổi sang một cái lĩnh vực mới, đó là lĩnh vực kinh doanh. Mình truyền cảm hứng cho họ à, để họ không bị giới hạn ở gì, ở cái lý do là không có vốn làm sao khởi nghiệp được à, không có kiến thức làm sao khởi nghiệp được, không có mối quan hệ làm sao khởi nghiệp được. Đó là đối tượng thứ nhất. Cái đối tượng thứ hai là họ đã máu lửa lắm rồi, họ đã ra kinh doanh vài lần rồi mà họ vẫn thất bại và họ không biết vì sao họ thất bại. Họ cứ đổ thừa là họ không có đủ nhiều tiền, họ đổ thừa là họ không có mối quan hệ. Và cái đối tượng thứ ba là đã ra kinh doanh một thời gian rồi, cũng có tiền vẫn có vốn nhưng mà nó không có phát triển. Đó. Thì mình dành hàng tuần vậy đó, tuần nào mình cũng dành để mình nói. Mỗi lớp với thường thường 40 người, 50 người, có hôm lớp 60 người, 70 người. Để mục tiêu của mình là gì? Trong 9 năm qua mình làm cái việc này, để mục tiêu của mình là gì? Mình truyền một cái nguồn cảm hứng. Và các bạn nên nhớ với một vai trò mình muốn nói cái câu chuyện đó để mình nói qua cái vấn đề của các bạn. Với một người mà làm kinh doanh, một người làm lãnh đạo là bạn phải có khả năng bạn truyền cảm hứng cho cái đội ngũ của mình. Cảm ơn bạn Phong Hồ. Ngày mai các em nó sẽ giao sách cho em. À, cảm ơn bạn Phong Hồ bên YouTube, bên Facebook hồi nãy giờ mình thấy không có bạn nào comment mua sách đó. À, các bạn vô chưa? À, bạn phải là người đại diện cho sự tiến bộ, bạn phải là người đại diện cho sự à, sự 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 gì? À, là một người đại diện cho sự cảm 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 hứng và bạn phải là đại diện giúp cho người khác thay đổi. Cái người có tư duy kinh doanh kiểu gì mà suốt ngày cứ ngồi bảo thủ suy nghĩ việc nhỏ, bạn suy nhỏ, suy nghĩ nhỏ quá, bạn trở thành người nhỏ mọn. À, bạn phải là đại diện cho cái sự phát triển, cho cái sự tiến tới. Chứ ngồi mà tính toán cái việc chi ly từng chút nhỏ, từng chút kia. À, muốn có kiến thức đi học mà lại sợ tốn tiền à, muốn thay đổi cái mới mà sợ té à, mà chẳng lẽ bạn đại diện cho một cái sự nhỏ nhoi đó như vậy à? À, và các bạn biết à, trong những năm qua mình truyền cái điều này đó, mình truyền cái cảm hứng này đến cho các bạn để mục tiêu là gì? Mục tiêu là mong muốn à, đóng góp một cái gì, một phần nhỏ gì đó, có thể là bạn đến à bạn kêu à một cái này là lần đầu tiên mình nghe, cái đó cũng là một điều tuyệt vời. Có thể là bạn đến à, bạn nhận ra một cái luồng suy nghĩ gì mới đó à, nó làm bạn thay đổi thì cái đó cũng là một điều rất là tuyệt vời à, và có thể là bạn tới, bạn dám thay đổi, bạn dám hành động đi một cái công việc gì đó, cái đó cũng là một điều rất là tuyệt vời à, các bạn nhận ra điều này 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 chưa? Và tất cả những người lãnh đạo thành công là những người luôn truyền cảm hứng, họ luôn biết cách truyền cảm hứng, họ luôn biết cách thay đổi à, từ những điều đơn giản nhất à, họ luôn biết hiệu chỉnh cái cuộc sống họ hiện tại sao nó hiệu quả hơn, họ biết cách suy nghĩ làm sao cuộc sống của mình mỗi ngày nó tốt hơn à, họ biết cách à, biến những cái phức tạp thành những cái đơn giản, chứ họ không phải đại diện cho cái sự đổ thừa à, họ không có đại diện cho cái sự đổ lỗi à, mà họ luôn đi tìm cách, họ đi tìm giải pháp và chắc chắn xung quanh họ, xung quanh bạn luôn có những cái con người rất là tuyệt vời đó, nhưng mà bạn không có nhìn thấy à, bạn cứ à, xem ai mà thành công hơn mình thì bạn gì, bạn đổ thừa à, bạn ganh tị, bạn không thể trở thành một người mà mình không thích được, mình đang ganh tị được à, mà đáng lẽ mình phải ngưỡng mộ. À, các bạn hình dung ra điều này không ạ? Ok không ạ? Và những cái buổi tối với thỉnh thoảng
mình gặp được những con người nó rất là tuyệt vời. Cách đây 3 tuần trước, trong một cái buổi tối mình chia sẻ vậy á, thì có một anh, thực sự là anh đã hơn 50 tuổi rồi, và anh nói rằng là tôi 50 tuổi đời rồi, tôi quyết định đi cái lớp này, tôi nghe anh chia sẻ và tôi quyết định tôi thay đổi. Tôi đã làm công cho tới giờ này 20 mấy năm rồi, và anh cũng biết đó. Tôi chỉ nói như vậy thôi. Và 50 tuổi đời rồi, tôi quyết định thay đổi. Tôi quyết định thay đổi. Tôi quyết định bỏ lại những cái an toàn phía sau tôi. Anh nói cho tới giờ này mà nếu tôi có thất bại, thậm chí tôi có tan nát đi, tôi cũng vui. Bởi vì tôi dám một lần tôi làm nó như vậy. Hồi trẻ tôi không dám làm, mà bây giờ về già tôi quyết định làm. Cảm ơn anh đã cho tôi cái nguồn cảm hứng để tôi dám thay đổi. Và giống như anh đang nói một cái nguồn lửa gì trong con người anh á, mình cảm nhận là hình như là anh đang được truyền một cái cảm hứng, một cái nguồn năng lượng gì đó để anh làm một cái điều tuyệt vời này. Và cách đây mấy ngày thôi, trên Facebook của mình, các bạn đọc vô các bạn thấy có chị Thủy là Nhan Đại Lộc đó. Chị Thủy trước kia là cô giáo đó, cũng 40 mấy tuổi đời, lớn hơn tuổi mình. Và từ một cái cơ duyên chỉ đọc cái quyển sách của mình, và chỉ đến lớp của mình, và chỉ quyết định, chỉ thay đổi, và chỉ làm ra được cái thương hiệu Nhan Đại Lộc. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời. Và chỉ tát vào trong Facebook của mình đó, chỉ cảm ơn đó. Bởi vì chỉ nhận ra được rằng chúng ta cần phải thay đổi. Chúng ta phải là đại diện cho sự sáng tạo, chứ chúng ta không thể đại diện cho một cái sự bình ổn, một cái sự mà chỉ biết ngồi đó mà sống qua ngày. Cuộc đời nó có ý nghĩa, nó là như vậy. Luôn đẩy xa giới hạn của con người mình, luôn bắt con người mình nó phải làm việc nhiều hơn, bởi vì bạn sẽ nhận được nhiều hơn, bạn sẽ có ý nghĩa hơn. Và ok chưa? Và bây giờ một cái câu hỏi khác mà hỏi các bạn. Vậy thì trong gia đình bạn, bạn đang là đại diện cho cái con người nào? Trong gia đình bạn á, rồi trong những nhóm bạn bè bạn, bạn đang đại diện cho những con người nào? Hồi nãy giờ mình nói rất là nhiều dạng con người đó, đúng không? Trong tổ chức của bạn, trong công ty của bạn, bạn đang là đại diện cho những con người nào? Và chắc chắn khi mà bạn trả lời những cái câu hỏi đó thôi, bạn nhận ra bạn đang là ai. Vậy thì bạn hình dung đi, nếu bạn đang là một lãnh đạo của một công ty, mà bạn là người đại diện cho cái sự nhút nhát, cho cái sự bảo thủ, thì bạn thấy bạn có thể làm lãnh đạo được không ạ? Chắc chắn là không rồi. Vậy thì tại sao bạn không thay đổi? Cái điều gì nó làm cho bạn không thay đổi? Cái điều gì nhỉ? Mình gặp rất là nhiều người, họ dùng toàn bộ năng lượng, họ dùng toàn bộ lý trí, họ dùng toàn bộ cái trí khôn, họ dùng toàn bộ những kiến thức họ học bao nhiêu năm đại học để họ bảo vệ cho cái sự không thay đổi. Vô cùng ngạc nhiên, quá ngạc nhiên các bạn ơi. Họ bảo vệ cho cái sự họ đứng y lại đó. Họ dùng mọi cái trí khôn của họ luôn, mọi cái suy nghĩ, mọi cái chiếu bài. Và thậm chí họ chửi những cái con người nào mà kêu họ thay đổi đi, họ xí vả những con người đó. Họ thấy thằng bạn nào đó mà nó có chút thay đổi, nó có chút gì mới là họ như thế nào họ nói tới, họ gièm pha lui. Mà đáng lẽ họ phải là người đi đầu ủng hộ những cái người bạn mình, bởi vì người bạn mình nó dám thay đổi. Ai ngờ họ là người như thế nào Họ là người kéo lại. Có một cái câu chuyện nó rất là vui thôi, không biết nó có thật hay không. Có một lần mình đọc ở trên mạng á, cái này là không dè biểu, không phá xét, tại mình đọc trên mạng, mình nghe vui, mình kể lại thôi. Hôm đó có một cái bạn hướng dẫn giảng viên, bạn dẫn một đoàn khách nước ngoài qua Việt Nam chúng ta, và đi xuống dưới cái khu đồng lúa thăm, thì thấy cái người nông dân đang bắt cua, bắt những con cua bỏ vào con cua, bắt con cua bỏ vào trong cái xô á, bắt cua bỏ vào cua, và ông tới, ông nhìn và ông thấy cua rất là nhiều,
Nhưng mà ông mới thấy rằng là cái xô sao không có đại lại, cua nó bò nhem nhúc luôn. Thì ông mới nói cái người hướng dẫn viên là nói cái anh bắt cua đó, anh hãy đẩy cái cua lại đi. Chứ thôi cua nó bò lên mắt sao anh bắt bỏ vô nó còn luôn. Mắt nó thôi. Thì cái anh hướng dẫn viên anh nói một câu rất là vui và tự nhiên nó rất là thấm, nó rất là ý nghĩa. Anh là mấy con cua nó hay lắm các bạn. Anh nói mấy con cua nó hay lắm. Cái con nào mà bò lên là mấy con kia nó kéo xuống à. Con nào nó bò lên là mấy con kia nó kéo xuống à. Nên là không cần phải đại 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 đâu, tụi nó xử với nhau hết á. Các bạn thú vị các bạn. Một cái câu chuyện đó rất là đơn giản nhưng mà các bạn nó thâm thúy đúng không ạ? Nó thâm thúy. Và bạn đã có những cái thằng bạn nó như vậy chưa? Mình mới vừa nhoi lên rồi nó kéo mình xuống, mình nó nhoi lên nó kéo mình xuống, nó dập mình liền. Bạn có những bạn nó như vậy chưa? Hay là bạn đang là những người như vậy? Cái câu hỏi đặt ra đó là như vậy hay là bạn đang là người như vậy? Và các bạn nên nhớ với mình một điều này. Những người khi mà bạn là người thay đổi và bạn muốn đi trước thì bạn phải có một tố chất là chấp nhận đứng mũi chịu sào. Chắc chắn là bạn luôn bị những người khác xung quanh họ chỉ trích rồi, bởi vì bạn không theo đám đông. Bạn không có theo đám đông. Cái đám đông nó đang là như vậy, bạn là người tách một cái con đường khác các bạn đi. Bạn tách một cái con đường khác bạn đi. Và dĩ nhiên cái đám đông nó chỉ trích bạn là đúng rồi. Nó là bạn mà muốn ra làm kinh doanh một chút xíu là đầy những người nó chỉ trích bạn. Họ cản đường bạn. Họ dùng những cái rất là lý lẽ giống như con cua nó kéo bạn xuống vậy. Thì bạn phải chấp nhận cái chỗ đó. Bởi vì chúng ta là người đứng mũi chịu sào. Và lãnh đạo nào cũng vậy á. Tất cả những người lãnh đạo thành công nào, tất cả những con người thành công nào, họ cũng bị là phải đứng mũi chịu sào hết. Họ bị người khác chỉ trích hết. Ok chưa? Bởi vì họ không đại diện cho sự đổ lỗi. Họ không cứ chọn cái con đường đông người đi, họ luôn chọn cái con đường ít người đi. Bạn hình dung chưa? Bởi vì họ biết chịu trách nhiệm về cái cuộc đời của họ. Họ biết chịu trách nhiệm về cái cuộc sống của họ. Ok chưa? Và hơn ai hết, một điều rất là quan trọng, những cái con người đó đó, những cái con người đó đó, họ thấy được, họ hiểu được cái sức mạnh, cái năng lực con người của họ nó ở chỗ nào. Họ thấy được cái điều đó các bạn ạ. Những cái con người đó đó, họ tuyệt vời lắm. Họ hiểu ra được cái năng lượng của họ ở chỗ nào. Họ hiểu được cái con người của họ ở chỗ nào. Họ biết cuộc đời họ cần phải làm gì. Và những cái lời mà đàm tiếu kia, những lời mà nói ngược lại kia, không ý nghĩa gì đối với họ đó. Họ vẫn cứ đi về phía trước. Vậy thì hồi nãy giờ mình thấy mình cứ chia sẻ nó cứ thú vị không ạ? Nếu mà nó thú vị thì các bạn hãy hãy comment xuống. Các bạn nói là bài học thứ nhất bạn học được là gì? Bài học thứ hai bạn học được là gì? Bài học thứ ba là bạn học được là gì? Và những cái con người đó họ không có chấp nhận đi theo một cái lối mòn cũ. Các bạn biết như thế nào là lối mòn không ạ? Lối mòn là như trên một cái cánh đồng ruộng này đúng không? Trên một cái cánh đồng ruộng này, cỏ không là cỏ à, thì có một người đi trước. Các bạn thấy có một người đi trước là họ tạo ra cái lối mòn. Thì cái người đi sau cứ theo cái lối mòn đó mà đi. Và cái rất là nhiều thằng đi đâu cứ theo đúng cái lối mòn đó mà đi. Họ không sáng tạo, họ không suy nghĩ, họ cứ theo đúng cái lối mòn đó mà đi. Mà mình nói một bí mật cho các bạn biết nè, những thằng đi trước là những thằng say rượu không á. Những cái thằng đi trước tạo ra lối mòn là những thằng say rượu á. Và những thằng đi sau á rất là thông minh, rất là ok, cũng đi theo cái bài của thằng say rượu á. Mình báo cho các bạn biết. Các bạn không tin cứ bằng nghiệm ra xem. Thế là chúng ta cứ như vậy á. Vậy thì nếu mà bạn vẫn suy nghĩ theo lối mòn cũ, bạn vẫn ở trong cái đám đông đó, bạn vẫn lý giống, thì bạn cứ suy nghĩ đi, bạn có phải là một người làm chủ không? Bạn có phải là một người lãnh đạo không? Người lãnh đạo gì mà kỳ lạ vậy? Người lãnh đạo gì mà người chỉ bám theo đuôi người khác, đúng không? Đi theo đám đông là bám theo đuôi người khác chứ nữa. Vậy thì cái cuộc đời bạn nó có cái gì vui nào? Cái cuộc đời của bạn nó có gì vui nào? Bạn luôn bám theo đuôi của người khác chứ nữa. Cuộc đời bạn nó có gì vui nào? Nó có cái gì ý nghĩa nào? Hay là bạn hay đi nghe những người gì? Các bạn, chúng ta hay đi nghe gì? Hãy đi nghe những con người họ dùng mọi lý lẽ đó họ thuyết phục bạn ở lại chứ gì?
Hãy đi nghe những người dập đi cái tầm nhìn của chúng ta chớ gì. Hãy đi nghe những người mà chúng ta nói cái gì hay ho, cái là họ dập một cái tiêu tan chứ gì. À, bạn nên nhớ, tất cả những người thành công, những người lãnh đạo tuyệt vời là những người luôn có nhìn xa và trông rộng. Nghĩa là sao ạ? À, họ không có nhìn cái trước mắt, và họ nhìn 3 năm nữa ta là ai, 5 năm nữa ta là ai, 10 năm nữa ta là ai, 20 năm nữa ta là ai. Họ không có nhìn cái trước mắt. À, tất cả những người lãnh đạo nào cũng có nhìn xa trông rộng đó. Họ, tất cả những người thành công nào họ cũng có nhìn xa trông rộng đó. Và cái sự cười nhạo của những người chung quanh, cái sự chê bai của người chung quanh không ảnh hưởng gì đến họ. Đó là việc của người ta, không phải là việc của họ. À, ngày hôm qua có một bạn comment cho mình. À, bạn đó đặt làm một cái website. À, và bạn đặt làm một cái website rất là bình thường thôi, theo cái ý của bạn. À, và cái lĩnh vực của bạn làm nó cũng khá nhạy cảm. À, về làm đẹp cho chị em phụ nữ á, nó cũng khá nhạy cảm. À, thì các bạn viết web và những người kia cứ góp ý đầy trên web, đừng có để những cái tấm hình. À, tại vì bạn làm một cái lĩnh vực nó khá nhạy cảm, là lĩnh vực gì, bạn làm đẹp cho cái mông chị em phụ nữ, các bạn, cái lĩnh vực nó rất là thú vị, kể cả mình nghe mình cũng thú vị luôn. Bạn nữ nào mà có mông to thì bạn làm cho cái mông nó nhỏ lại, bạn nữ nào có mông nhỏ lại thì bạn làm cho mông to ra, thú vị lắm các bạn. Mình nghe mình cũng thú vị. Và bạn làm cái web đó và bạn đưa những cái tấm hình ná nó như vậy, mông to mông nhỏ gì lên đó, thì hết người này cản, hết người kia cản, hết người này cản, tự nhiên web mà đưa mấy cái mông nó làm gì. À, ok chưa? Và bạn đó hỏi mình chỉ nói với bạn một câu này: em làm web đó em phục vụ khách hàng em, hay em phục vụ cái thằng viết web, hay em phục vụ mấy cái người kia, mấy cái người góp ý em đó, mấy người góp ý em có người nào họ sẵn sàng đưa tiền làm mông cho em không? Bà mới nói không. Những thằng góp ý là những thằng nào đưa tiền hết đó. Vậy thì em hiểu rồi, em làm web, bây giờ mình hỏi em này, em làm web em phục vụ ai? Bạn nói là em phục vụ khách hàng của em. Vậy là em biết rồi đó, em cần làm gì đó. Các bạn thấy chưa? Phần lớn những cái người góp ý là những cái con người gì ạ? Những cái con người họ chả bỏ được cái đồng tiền nào ra họ giúp bạn luôn á, họ chả nuôi bạn được đồng nào luôn á. Họ giỏi góp ý, họ giỏi kéo bạn lại thôi. À, họ giỏi đưa ý kiến ý cò nhưng mà họ chả có trải nghiệm gì trong lĩnh vực đó. À, họ không dành thời gian cho cuộc đời của họ mà họ cứ dành thời gian cho xía vào việc của người khác. Các bạn hình dung chưa? Vậy thì ở đây mình muốn các bạn một điều rằng các bạn hãy dám ước mơ đi. Cái mức của mình đang làm hiện tại là thu nhập 10 triệu một tháng, thì các bạn hãy làm sao để thu nhập chúng ta 20 triệu một tháng đi. Và bạn nào đang 20 triệu một tháng thì làm sao thu nhập chúng ta 40 triệu một tháng. Và nào 40 triệu một tháng thì phải làm sao chúng ta 80 triệu một tháng. Bạn nào đã làm công được rồi thì chúng ta hãy ra làm chủ đi, mất mớ gì chúng ta phải làm công nữa. Bạn nào làm chủ được rồi thì chúng ta trở thành ông chủ bự đi. Bạn nhận ra cái điều mà nói không? Đằng nào thì bạn cũng làm công được rồi thì thôi, đằng nào cũng làm công được rồi ngồi giữ nó làm gì, thì ra làm chủ. Bạn nào làm chủ giỏi rồi thì làm cho công ty mình nó bự. Bạn nào mà đã trở thành cái công ty bự rồi thì mình trở thành nhà đầu tư tuyệt vời. À, và bạn phải là người đại diện cho những con người gì, từ chối những sự tầm thường, tránh xa những cái sự tầm thường, tránh xa những cái bình ổn, tránh xa những cái bình, những cái chán chết đó. Bạn phải là người đại diện cho những cái việc đó. À, bạn phải dám thoát ra con người mình, dám thoát ra khỏi những cái xiềng xích nó đang trói con người bạn lại. Bạn phải dám thoát ra chứ. Bạn phải rời bỏ những cái đám đông mà nó không hiệu quả chứ. Các bạn thấy một cái đám đông mà nó tuyệt vời, cái đám đông nó đang rất là quậy, nó đang nhậu, nó đang rất là nguyện, thì chúng ta phải biết rời bỏ cái đám đông đó chứ. Chúng ta phải nhận thức chứ, tại sao chúng ta follow theo đám đông đó mà đám đông nó không hiệu quả? Bởi vì chúng ta là người lãnh đạo mà, chúng ta phải nhận ra cái điều đó chứ. À, hãy thể hiện cái điều tốt nhất nơi con người của bạn, bởi vì bạn chỉ có một lần để sống thôi. Hãy thể hiện cái phẩm chất và tài năng nơi con người bạn. À, và hãy như thế nào? Hãy luôn tận tâm để thay đổi mỗi ngày con người của bạn. Tận tâm, đam mê, khát khao, thay đổi con người của bạn mỗi ngày.
Và mình hy vọng rằng sau cái live stream này, bạn khoác lên cho mình một cái áo mới, thậm chí mua cái áo thun in cái chữ luôn: tôi là người đại diện của sự thay đổi, tôi là người đại diện cho sự phát triển. Bạn cứ hô vậy mỗi ngày đi. Tất nhiên có nhiều người nói bạn điên. Các bạn hình dung chưa? Bạn đừng có sợ là người ta nói bạn điên, chỉ sợ là bạn không chịu điên. Bạn hình dung chưa? Còn tất cả mọi người nói bạn điên không quan trọng, quan trọng là bạn có chịu điên hay không. Bạn không cho phép mình điên thì bỏ tay rồi. Và khi mà bạn đã làm hết mình thì mình xua các bạn rằng bạn sẽ được tôn vinh, bạn sẽ được nhiều người ngưỡng mộ, bạn sẽ thấy cuộc đời mà bạn nó vô cùng ý nghĩa, bạn cảm giác cuộc đời bạn nó rất là tuyệt vời. Mình không biết là nãy giờ các bạn xem livestream này, các bạn có chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn hay không, để gì để các bạn gieo hạt thôi, các bạn làm một cái động tác gieo hạt thôi, hay là bạn lại suy nghĩ nhỏ nhen tiếp. Mình biết là trong đầu của bạn chia sẻ cái livestream này là mình quảng cáo vào ổng. Chúng ta nói mình á, mà chúng ta dù các bạn nói gì thì mình cũng đã chia sẻ livestream mình cũng đã quảng cáo về mình rồi. Các bạn không chia sẻ thì người khác họ cũng biết và họ cũng chia sẻ thôi. Chúng ta cứ suy nghĩ nhỏ như vậy thì làm sao mà chúng ta phát triển được? Các bạn đồng ý đó điều này? Và bạn nào đang xem livestream này mà lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment số 1 xuống. Bạn nào chưa mua sách của mình thì comment số điện thoại xuống để các bạn mua sách của mình đi. Bạn nào chưa đi tham gia các khóa học của mình thì các bạn hãy thu xếp tham gia các khóa học của mình. Tối mai mình sẽ tiếp tục live stream cho các bạn tiếp. Mình live stream trên hai kênh, kênh YouTube và kênh Facebook. Tối mai cái chủ đề tối mai là một trong những cái chủ đề này, nó rất là hay. Ok chưa? Là nói lên ý nghĩa cuộc đời mình. Đây là một cái chủ đề rất là hay. Ngày mai các bạn nên giới thiệu bạn bè của mình, những người thân của mình xem cái live stream này. Và tối hôm nay là buổi tối thứ hai, mình chúc các bạn buổi tối ngủ ngon. Và nhớ xem lại cái live stream này để các bạn nốt ra những cái điều rất là quan trọng. Cảm ơn các bạn đã xem cái live stream này. Chúng ta sẽ gặp lại các bạn trong cái live stream tối mai.